0 giờ 12 phút. Sang đang trên đường tiến về Bình Dương, Bến Cát Bình Dương. Để về đây hỗ trợ cho một cái hoàn cảnh cũng là công nhân đã qua đời. Sau lưng Sang có cái áo quan rồi đấy. Từ ở Bình Tân chạy về Bến Cát mấy chục cây số, tấn lên ca này xong rồi trở về núi Sập Thổ Sơn. Thì đây bữa nay Sang đi với lại Sơn để giúp cho ca này. Thấy mấy đứa tài xế nó mặt nó đuối rồi, thời phiên nhau chạy. Cho nên thì cả nhà dõi theo bước chân của Sang cái hành trình xuyên đêm nữa nha cả nhà. Ngày mấy đứa nó chạy đuối rồi, một đêm mà Sang mới nhảy lên chạy tới. Rồi mấy đứa kia đang đi ca tầm lum. Nay Sang với lại Bắc Giới với anh Sơn đi tấn lệm ca này xong rồi Bắc Giới quay về đi ca khác, rồi Sang với Sơn đi thẳng về núi Sập Thổ Sơn luôn, chắc mà mai mới về á. Giờ Sang mời cả nhà hãy theo hành trình của Sang nha cả nhà. Bắc Giới đang chạy trước nè. Tại con sư phụ đã tới rồi nghe cả nhà. Đây là bệnh viện Nhân Nghĩa. Hiện tại chú đang nằm đâu? Đang nằm trong anh đây. Trong đây hả? Dạ. Trong đây mình có tân liệm được không? Dạ. Trong đây mình có tân liệm được không? Đây nó không có tân liệm. Ý là có cho chẳng cho mình tân liệm không? Mình cầm đồ vô tân liệm. Cho. Cho phải không? Dạ. Mình làm gì vậy? Vì nhà mình bao nhiêu người? Nằm trong trong đây à? À. Đâu. Nằm trong đó rồi sư phụ. Giờ ghe đích sát ở đây rồi. Ghe đích sát đây cái rình vô đó luôn. Thì đây là cái bệnh viện đa khoa tư nhân cả nhà. Đây là còn khoảng mấy chục cây nữa. Ủa, mấy chục cây nữa tới Bình Phước rồi. Đây là của Mỹ Phước 2, thị xã Bến Cát nha cả nhà. À, giờ xe sát vô đó để đừng nó hoàng cho tiện. Rồi chú Bảo ơi. Rồi. Chúc ai đi theo đâu? Này, hai đứa con anh. Có nó làm giấy test hết chưa chị? Chú bị, ủa anh bị sao? Anh bị tiểu đường. Tiểu đường hả? Dạ. Rồi vô đây bao lâu rồi mà mất?
vô đây dắt 6 giờ mấy đây em cũng đi giờ nè. Rồi vô đây tới cổng là bị mắc rồi. Tiểu đường không mà mắc hả? Có bác sĩ có nói triệu chứng gì nữa không? Triệu chứng bị cái gì đó. Là máu cơ tim. Nó ảnh bao nhiêu tuổi rồi? Dạ anh tuổi con ngựa đó. 42 tuổi rồi hả? Dạ. Giờ mình về ở đâu An Giang? Dạ em về An Giang. Về chỗ nào An Giang đó? Về chỗ nào con? Về xã Hội Sơn, cái giấy hồi nãy em lấy cái giấy cho anh nha. Từ xíu em. Mấy anh phụ trên cái nắp vô cái nè. Rồi chị xích ra, chờ. Này năm nay nhiêu tuổi? Dạ anh tuổi con ngựa. Tuổi con ngựa hả? 42 tuổi hả? Dạ. Rồi em? Em 37. Em 37 hả? Dạ. Rồi có hai đứa con thôi gì? Dạ có hai đứa con. Rồi hai chồng ở trên này ở Bến Cát Bình Dương là làm nghề gì? Em đi là công ty chỗ có ba mai. Nghề mai. Làm nghề mai, công nhân mai. Dạ. Ông xã làm nghề gì? Ông xã em mới làm không có làm gì chứ. Không có làm gì hả? Dạ. À, ở không nhà. Rồi hai bé này nó có đi học không? Bé này đi làm, nghỉ học đi làm tiếp em. Đi làm tiếp luôn? Dạ. Rồi mà sau nhân mà ông xã mất? Dạ anh bị tiểu đường. Tiểu đường? Dạ. Bị nhồi máu cơ tim á. Mất vào lúc nào? 6 giờ chiều em trở ra đây. 6 giờ chiều hả? Dạ. Mất tại phòng trọ hay là đi vô bệnh viện? Dạ đi dọc đường, đi vô bệnh viện mới mất. Vô bệnh viện này ha? Dạ. Rồi mất trong này luôn? Rồi nhà trọ mình thuê ở trên này hay sao? Dạ thuê trọ. Thuê nhiêu tháng? Dạ 900. Ừ. Bây giờ ông xã mất vậy, bây giờ mình đem về quê đó mình đánh làm sao? Mình là chôn ở dưới rồi mình ở dưới luôn hay là mình có quay lên đây không? Dạ em cũng chưa biết nữa, đã đi cơ làm ấy em cũng quay lên đang làm lại đang nuôi bé. À. Quay lên đây đi làm tiếp rồi đang nuôi con. Dạ.
Bây giờ không phải ở dưới đang coi 49 ngày nổi này kia nọ nè. Dạ coi rồi xong hết rồi em mới đi lên. Rồi cúng kiến cho ông xã nữa rồi đem cốt ở đây cái cúng 49 ngày rồi cho chồng rồi xong rồi mới lên được. Dạ. Giờ về dưới khi nhà có ai ở dưới tiếp không? Dạ có mấy bà con với. Có bà con dưới tiếp hả? Dạ. Nhà còn anh em gia đình người thân đông không? Dạ còn mấy người em của anh bà con với anh. Thôi ráng cố gắng ha, xin chia buồn với lại gia đình. Bây giờ mình hành trình đi về dưới còn mấy tiếng đồng hồ, đường xa lắm. Dạ, cầu tới gần sáng mới tới. Dạ. Rồi, thôi giờ lên đường nha. Dạ. Ê, cuối cùng mấy anh em đã tận liệm xong rồi. Ở đây là Bến Cát Bình Dương. Bây giờ ba mẹ con thấy tội nghiệp quá. Có hai chồng hai con, bây giờ chồng mất rồi. Còn hai đứa con, đứa lớn, đứa nhỏ. Rồi ba mẹ con bị say xe. Tấn liệm xong chỗ kia sang chạy xích lên đây xíu để cho ba mẹ con uống thuốc. Mà ba mẹ con cực chịu giờ chưa ăn uống gì. Lúc đi bắt giới nó mua cho mấy cái bánh tiêu để dành hai đứa trò ăn. Giờ chia là cho ba mẹ con dùng luôn. Chứ giờ tao mới uống thuốc, người ta chưa ăn gì, uống thuốc vô sợ cầu ruột. Sang mới cho uống thuốc chống ối. Họ mua cho lũ uống chống ối xong rồi giờ mấy bánh bánh tiêu với bánh dầu cho quẩy với bánh bò. Mấy cái đó ăn cũng đỡ đói giờ khuya này. Giờ cũng là 1 giờ 15 rồi. Rồi hồi nãy là 12 giờ 13 phút rồi xuất phát. Rồi chạy lên tới trên này 1 tiếng đồng hồ. Tận liệm xong xuôi rồi. Bây giờ chuẩn bị xuất phát về thôi. Giờ phải đợi 15 phút sau mới chạy để cho thuốc nó thấm rồi bắt đầu mới chạy. Giờ chắc có lẽ là tới sáng bé hai đứa chọn mình xuống dưới rồi quay về tới trưa luôn. Rồi mời cả nhà theo chân của Sang nha. Sáng sẽ về tới dưới đó. Thì hai này trò Sang cũng gắng cố gắng để mà đưa Sang với Sơn gắng cố gắng thay mặt quý vị mạnh thường quân kiều bào hải ngoại cũng như là quý vị nhân dân trong nước để đưa cái cho cái gia đình này cũng như là cái nạn nhân này quay về quê nhà sớm nhất có thể. Một lần nữa thay mặt gia đình cảm ơn quý vị ân nhân, cô chú anh chị kiều bào hải ngoại và quý vị ân nhân ở trong nước đã luôn chăm lo cho những cái mảnh đời bất hạnh. Sang luôn cúi đầu cảm ơn tất cả. Bây giờ mời cả nhà đi theo ha. Rồi rồi mời cả nhà ăn cơm nha, có ai thèm cơm tấm không? Cơm tấm đêm đây, đường đi vô Cao Lãnh nha. Đó, hai dĩa cơm này, xà bị chưởng, sườn bị chả, nước mắm đây. Đây, đó, ngon luôn, ngon lành luôn. Tỉnh ngủ chưa Sơn? Dạ. Tỉnh ngủ chưa? Dạ, tỉnh rồi. Tỉnh rồi.
ăn xong lên ngủ đi á, em chạy tới sáng xuống đó dưới tận niệm xong về tới em chạy tới xa bị trưởng rồi, xa bị trưởng hả? Rồi tới tám lù đạn lấy ngón tay á, đây tới tám lù đạn nè đó, 4 giờ sáng rồi nha, 4 giờ sáng rồi nè, ở nhà đấy không, 4 giờ rồi đó. Rồi mời cả nhà ăn cơm cùng tám tuổi nha, ăn miếng xong lên đường đi tiếp nha, còn ở 2 tiếng mấy 3 tiếng nữa mới tới, 2 tiếng mấy nữa rồi, 4 giờ rồi. Thử miếng nha, hấp dẫn lắm, hấp dẫn. Nhà bán cơm tấm nha, chứ đi ra ngoài đường ăn cơm tấm. Nhưng mà nhớ cơm tấm của bà vợ ở nhà, thương bà lắm. Đó. Hẹn gặp lại tới chỗ núi Trần nha, núi gặp nha.
Sơn qua này. Dạ. Ấp Sơn Sơn Thịnh. Xuyên đêm luôn. Ra lấy cái lầu tan lấy gạch kê mấy đầu bên đây đi lấy ghế ngồi để đi cũng vừa đó ở đây đầu tan nè đầu tan của ba mẹ con nè
Đó này dán ở đây nè. Dán ở dưới này hả? Ờ đúng rồi. Để lấy cục măng kem mới được phải không anh Út? Ok. Đưa chữ lên trên. Bỏ này xuống dưới. Rồi. Bỏ đầu lên đây là bắt đầu lấy keo dán ngang qua luôn. Tôi còn keo nào không vậy anh? Cái này có chứ vậy. Lấy ly ra để anh dán cùng bằng keo dán ngang qua cái để ly ra. Chạy về luôn không có mua không? Cảm ơn. Trời, chưa có mua. Giờ cái này cái con phố này nha. Cái tí xíu nó kiếm nó tờ giấy ghi ra bên nháp bên ngoài đó là cái ngày tháng năm sinh đồ ở này kia nọ rồi mất lúc mấy giờ. Ghi ra bên ngoài trước đi cho nó đúng rồi bắt đầu mới ghi vô đây. Dạ. Lỡ ghi đây lát sai sửa nữa. Cái này mình dán vô cái chỗ nào? Ngoài để mà trước nè. Dán cái cột đó. Dạ. Đây nè, hoặc là bên những chỗ nhất tuần xanh xanh nè. Dạ. Nhìn lại coi. Là cái ngày nào động quen mất ngày nào động quen. Còn tới cái này đồ tan của ba mẹ con á. Dạ. Uống nước đi. Anh thôi uống nước còn nghỉ nước. Sớm quên, tính đâu về có. Đưa dậy đi với cha. Quá. Nghỉ uống nước cháo luôn. Cái gì thì dậu. Cái đèn dậu đi qua, có đèn dậu xin cái đi. Đi cái đèn quay. Có rồi cái quên mua đèn đốt trên cậy vô bộ điện cậy trên ấy nữa. Uống miếng nước đi đó. Ơi, mời mẹ con rồi. Thôi vậy nói xin chia buồn với gia đình nha. Có gửi tiền xăng gì cho đúng không vậy? Mà tính gửi tiền xăng cho. Tiền xăng hả? Dạ. Tiếp chú với chú đường xá. Được rồi, được rồi, gửi tiền xăng gửi dùng 3 tỷ rồi tôi lấy. Không có 3 tỷ. Vậy thôi chứ, lắm chứ là bao luôn. Sẵn cổ gì đây ta chở lên hết trời ta chở về hôm đó. Cảm ơn nhiều dữ lắm luôn. Sẵn cổ với hôm luôn là bận quân trong nước mình luôn ta giúp đỡ mà chứ đi dọc đường chứ ta không có bán gì đâu, đỡ ăn miếng cháo đi về có nấu cháo rồi. Trên xe này ba lương thịt á. Được được anh, cảm ơn gia đình ha. Rồi rồi rồi, chưa xin phép chia tay gia đình. Cảm ơn anh, chú rất nhiều, cảm ơn nhiều lắm luôn. Rồi 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 rồi. Giờ chắc về đây luôn hay sao nghe. Về đất về đây luôn rồi bắt đầu. Đậu ở đó móc hết lái luôn đi. Giọng đâu? Dạ, giọng dạ, luôn. Dạ. Dạ, dạ, được luôn. Thẳng ngoài luôn hả? À, thẳng được luôn. Ở đường tròn luôn rồi qua cầu nãy em chạy vô đây đường này nhựa nè, em chạy chỗ rồi cái đường nãy em vô ngay xã đó. Rồi, rồi ok ok. Đường tròn chưa? Rồi thôi nó bay cả nhà nha. Quẹo trái thì lên lên lắm. Quẹo phải quẹo trái. Quẹo trái nhảy xuống cao quá thầy kia này ta. Quẹo phải luôn. Trái trái. Trái trái. Mới lên đây quay đầu chú Bảo. Hả? Lẳng gà giọng danh gà. Không quay đầu đi, quay đầu là đi. Là đẳng kìa. Kế bản kìa sao không? Dạ lên chú ơi. Dạ, hết luôn. Hết luôn. Dạ lái lại. Dạ, dạ để về dạ luôn. Dạ. Dạ bóc hết luôn. Hết luôn chú không? Hết luôn. Dạ.
mở chùa ơi, mở chùa ơi, mở chùa ơi. Rồi dạ. Dạ. Hết luôn. Hết luôn. Dạ. 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 Rồi. Rồi, bắt luôn. Đấy luôn. Rồi. Hết luôn chú ơi. Hết luôn. Yeah. Yeah. Rồi, tới là hành trình của thầy trò 8 lưu đạn đã hoàn thành nha cả nhà. Bây giờ đúng 7 giờ sáng luôn. Rồi bye bye cả nhà nha. Rồi chúc nhiều sức khỏe. Rồi 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 rồi. Rồi rồi rồi. À, này cảm ơn Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước. Chứ đừng cảm ơn 8 lưu đạn. 8 lưu đạn toàn quăng bom mà. Rồi một lần nữa Sang cũng thay mặt gia đình cảm ơn quý vị nhân Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước. Và không quên cảm ơn quý vị khán giả luôn đồng hành với Sang Hội Thiện Nguyện BDS để theo dõi những hành trình của mấy anh em. Và đặc biệt thì rất mong mọi người hãy ủng hộ bằng cách là bấm like, bấm chia sẻ, đăng ký kênh. Những vị nào mới là xem lần đầu thì bấm đăng ký kênh để ủng hộ mấy anh em nha cả nhà. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Sơn chào mọi người đi. Dạ xin chào mọi người. Rồi bye bye. Giờ về nha cả nhà ơi. Rồi.